Đã từng bỏ quên tuổi trẻ và sắc đẹp của mình cho gia đình, đến khi nhìn lại thì quá trễ. Cho nên Ngọc như muốn quý vị, cho dù bất cứ hoàn cảnh nghiệt ngã nào cũng phải giữ gìn sắc đẹp của mình. Công ty mỹ phẩm Forever Beaumont cho ra thị trường những sản phẩm thật tuyệt vời, thật tốt, với tâm huyết giúp quý vị hiểu và chăm sóc da quý vị một cách thật đúng đắn nhất. Ngày nay các sản phẩm của Forever Beaumont đứng đầu về chất lượng. Sản phẩm làm đẹp của chúng tôi được vận chuyển tới khách hàng ở khắp nơi trên thế giới. Mặc dù rất thành công, chúng tôi vẫn giữ đúng mục đích là luôn nghiên cứu để cho ra thị trường những sản phẩm dưỡng da thật độc đáo. Theo bước chân của mẹ, Jennifer tin rằng vẻ đẹp bắt đầu với làn da đẹp. Và đó là lý do tại sao Jennifer muốn tiếp tục hướng dẫn cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi về sự quan trọng của chăm sóc da, để giúp họ cảm thấy đẹp từ trong ra ngoài. Jennifer promise Forever Be More sẽ trở thành một thương hiệu toàn cầu để tiếp tục phát triển những sản phẩm an toàn và hiệu quả không chỉ cho thế hệ này mà còn trong nhiều thế hệ tới.